Kính chào quý vị khán giả và quý bà con. Kim Quý và Thiên Phước vui mừng được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc mỗi buổi tối, hôm nay ngày 8 tháng 5 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Người nông dân vẫn sống trong sự lo lắng khi giá tiêu tiếp tục giảm. Nông dân khai thác sản vật đồng quê sông nước miền Tây mùa đầu tháng 5. Chuyên mục con số hôm nay, cà phê tháng 4 tiếp tục giảm. Chuyện nhà nông, người sản xuất dâu tầm tơ đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề nguồn giống tầm. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Lâm Đồng đã có 8,2% sản lượng rau, 1,77% sản lượng hoa, hơn 10% cà phê, 17,23% chè, 97% sữa tươi và 30,4% thịt lợn được tiêu thụ qua hợp đồng. Một số điển hình về chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có Hợp tác xã Nông nghiệp Anh Đào, Đà Lạt liên kết với các tổ hợp tác ở huyện Lạc Dương tiêu thụ nông sản tại siêu thị Co-opmart. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến, Hợp tác xã Xuân Hương ở Đà Lạt liên kết với các hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Hợp tác xã Nông Lâm Súc Phi Vàng ở Đơn Dương liên kết với công ty PepsiCo tiêu thụ khoai tây. Hợp tác xã Tiến Huy ở Đức Trọng liên kết với siêu thị Metro. Hợp tác xã Nông nghiệp Thiện Thanh liên kết tiêu thụ với công ty VinEco thuộc tập đoàn Vingroup. Theo đánh giá của ngành chức năng, các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, nhất là đối với các sản phẩm rau củ quả tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp, có giá trị gia tăng cao hơn 20-25% so với thị trường tiêu thụ ngoài hợp đồng. Xin được chuyển sang một câu chuyện đáng chú ý khác. Quý bà con thân mến, trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động tại huyện Đơn Dương luôn có sự quan tâm đúng mức. Đơn Dương đã tăng cường đầu tư nhiều mặt và từng bước xã hội hóa công tác đào tạo nghề, có các chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia xuất khẩu. Vì vậy, trên 87% người lao động sau đào tạo làm theo đúng nghề đã học. Riêng học viên học nghề nông nghiệp thì tỷ lệ có việc làm là 100% vì người lao động đã có sẵn tư liệu sản xuất. Hàng năm, Đơn Dương giải quyết việc làm mới cho từ 600 đến 800 lao động. Tiếp tục chương trình xin được chuyển đến những thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân một số địa phương trên cả nước. Quý bà con thân mến, cây hồ tiêu hiện nay là cây trồng chủ lực thứ hai ở Tây Nguyên sau cà phê, với giá trị xuất khẩu lên tới hàng tỷ đô la. Những ngày này thì bên cạnh việc cập nhật về giá cả, câu chuyện sản lượng tiêu cũng đang rất được quan tâm. Theo ghi nhận của chương trình, nếu thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thu hoạch xong niên vụ tiêu 2018-2019 với sản lượng ước đạt hơn 50.560 tấn, tăng 29,8% so với niên vụ trước đây. Mặc dù năm 2018 dịch bệnh đã làm nhiều diện tích hồ tiêu chết, nhưng sản lượng hồ tiêu vẫn tăng cao là do những năm trước giá hồ tiêu cao, người dân đã đầu tư ồ ạt mở rộng diện tích trồng loại cây này. Năm nay, nhiều diện tích hồ tiêu bước vào giai đoạn kinh doanh. Đắk Nông hiện có hơn 34.500 hectare hồ tiêu, tăng gần 9% so với năm 2018. Hiện ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích tại những vùng không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh gây thiệt hại lớn cho người sản xuất về sau. Diện tích hồ tiêu tại nhiều địa phương vẫn đang có xu hướng tăng, sản lượng tiêu cũng ghi nhận những thông tin khả quan. Vậy nhưng, những lo lắng thường trực của nhà nông trồng tiêu lúc này vẫn là tình trạng tiêu chết do bệnh, vẫn diễn biến phức tạp và đặc biệt là giá hồ tiêu liên tục ghi nhận những kỷ lục giảm giá. Thưa quý bà con, từ hơn 200.000 đồng một ký vào năm 2014, giá tiêu trong cả nước nói chung và trong tỉnh Đắk Lắk nói riêng hiện đã giảm xuống còn 43.000 đến 44.000 đồng một ký, khiến cho người trồng tiêu gặp nhiều khó khăn. Câu chuyện chúng tôi ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk ngay sau đây sẽ chia sẻ rõ hơn về điều này. Khảo sát tại một số đại lý thu mua tiêu trên địa bàn Đắk Lắk cho thấy, giá tiêu đang được các thương lái thu mua ở mức 43 đến 44.000 đồng một ký. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Ea Bờ Hốc có 1 hecta tiêu. Chị Hồng cho biết giá tiêu thời gian gần đây giảm mạnh, điều này đã gây khó khăn cho gia đình của chị cũng như là người trồng tiêu trên địa bàn bởi nhiều hộ thu không đủ bù chi phí đầu tư ban đầu. Tôi đi bán 3 tấn mà giá thì có 4-36 à. Do với trước đây thì nó quá rẻ. Giá đấy thì so với nông dân làm thì rất lỗ em.
tại vì phân cho này rồi nước này rồi tiêu rồi bị chết nhiều á, nó không có phải này như cà phê, cho nên nếu mà người dân mà cái giá này thì người dân rất lỗ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, nguyên nhân giá hồ tiêu liên tục giảm sâu trong những năm gần đây là do người dân ồ ạt mở rộng diện tích dẫn đến dư thừa sản lượng. Hiện, diện tích tiêu của cả nước đến nay đã tăng lên gần 110.000 ha, cao gấp hơn 2 lần so với quy hoạch. Tại Đắk Lắk, theo quy hoạch đến năm 2020, diện tích cây tiêu trên địa bàn tỉnh là 17.000 ha, nhưng đến nay, diện tích đã tăng lên 42.000 ha. Trên thế giới, tình trạng dư thừa nguồn cung vẫn tiếp diễn, cũng gây sức ép làm giảm giá hạt tiêu trên thị trường. Cái giá tiêu hiện giờ quá giảm so với người nông dân hiện nay, thực sự ra đó là một cái trăn trở mà khó khăn nhất của người nông dân hiện tại. Nếu chúng ta lấy trong một cái hecta tiêu, nếu canh tác năng suất thấp, ví dụ như cỡ năm tầm cỡ 3-4 hecta, một hecta năm tầm cỡ 3-4 tấn, thì tất nhiên những cái là giá cỡ năm tầm cái ngưỡng đó thì là người nông dân hồi vốn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người trồng tiêu tập trung đầu tư chăm sóc cây tiêu theo hướng an toàn, nông nghiệp sạch để nâng cao giá trị vườn tiêu. Liên tục chương trình, nông dân khai thác sản vật đồng quê sông nước miền Tây mùa đầu tháng 5. Chuyên mục con số hôm nay, cà phê tháng 4 tiếp tục giảm. Chuyện nhà nông, người sản xuất dâu tầm tơ đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là về vấn đề nguồn giống tầm. Xin được chuyển đến một số thông tin đáng chú ý về câu chuyện sản xuất của quý bà con. Quý bà con thân mến, mùa này trên các nhánh sông Tiền, sông Sở Thượng đi qua tỉnh Đồng Tháp, về đêm hoạt động đánh bắt thủy sản vẫn diễn ra nhộn nhịp như mùa nước nổi. Sức hút của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đang giúp cho nhiều mẻ lưới của ngư dân nặng tay hơn. Mới đây thì mẻ lưới của gia đình ông Nguyễn Văn Chất, xã Thư Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trúng đậm khi hàng chục con cá cóc mắc lưới. Mẻ lưới này được xem là chuyến đánh bắt bội thu nhất của ông từ vài tháng nay. Những con cá cóc lớn liên tục mắc lưới lên đến hàng chục con, mỗi con có trọng lượng sắp xỉ 1 kg. Chuyến đánh bắt này giúp ông thu nhập vài triệu đồng. Cá được đưa lên phiên chợ sáng bán với giá 100-120.000 đồng 1 kg và được các bà nội chợ rất ưa chuộng vì được đánh bắt trong tự nhiên. Với người dân đầu nguồn, nghề hạ bạc tuy vất vả nhưng sản vật mà thiên nhiên ban tặng đã giúp cho họ sống được với nghề. Hàng đêm những ánh đèn nhấp nháy trên sông là hình ảnh những người lao động cần mẫn đang miệt mài mưu sinh trên dòng nước. Thêm một câu chuyện khác mà 365 ngày chuyển động hôm nay muốn chia sẻ với quý bà con. Chuyện là thời điểm này ở các tỉnh miền Tây đã xuất hiện mưa đầu mùa. Đây cũng là thời điểm người săn ếch đêm bắt đầu hoạt động. Quý bà con biết không, mỗi đêm thì người đi săn ếch đồng có thể thu về hơn chục kg ếch và đây là nguồn thu rất đáng kể giúp tăng thêm thu nhập cho bà con. Theo nhiều người săn ếch đồng miền Tây cho biết, thông thường ếch sẽ xuất hiện nhiều sau mỗi cơn mưa. Thời gian đi săn bắt đầu từ 19 giờ đêm đến hơn 3 giờ sáng. Địa điểm săn thường là các cánh đồng trên địa bàn. Dụng cụ chủ yếu là đèn pin để chiếu sáng vật, tuy nhiên cũng có người chỉ bắt bằng tay. Sau cơn mưa, tiết trời mát lạnh cũng là thời điểm ếch đồng rời khỏi hang lên các bờ ruộng để tìm thức ăn hoặc bắt cặp sinh sản. Tiếng ếch kêu vang cả cánh đồng. Người săn ếch dùng đèn pin soi thấy ếch, dùng dụng cụ hoặc là tay chụp bắt. Một đêm, một người có thể bắt hơn chục ký ếch đồng. Hiện ếch đồng được thu mua với giá 60.000 đồng một ký. Mùa bắt ếch đồng cũng là mùa thương nhớ trong ký ức của người dân miền Tây. Tiếng ếch kêu râm ran cả khoảng trời đêm yên tĩnh sẽ mãi là những âm thanh thân thiết trong trẻo, khơi gợi những cảm xúc nhớ thương dân trào của những người xa xứ. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay, 629.000 tấn. Đây là khối lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu lũy kế 4 tháng đầu năm 2019. Theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng 4 năm 2019 đạt 140.000 tấn, trị giá 235 triệu đô la Mỹ, so với tháng 4 năm 2018 giảm 14,4% về lượng và giảm 24,7% về trị giá. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê đạt 629.000 tấn, trị giá 1.085 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 4 năm 2019 đạt mức 1.679 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 3,2% so với tháng 3 năm 2019, so với tháng 4 năm 2018 giảm 12%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê đạt mức 1.726 đô la Mỹ một tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Trên thế giới, giá cà phê toàn cầu tháng 4 năm 2019 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm gần đây do nguồn cung dồi dào, nhu cầu thấp. Tuy nhiên, thị trường đã xuất hiện một số thông tin tích cực. Theo đó, tăng trưởng tiêu thụ lớn nhất tại châu Á-Thái Bình Dương tăng 4,4%, nhu cầu tại châu Phi ước tăng 2,5% và Bắc Mỹ tăng 2,2%. Tiêu thụ cà phê tại châu Âu ước tăng 1,5%, Nam Mỹ tăng 1%. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, Lâm Đồng được mệnh danh là thủ phủ của dâu tầm tơ và đây cũng là một trong những ngành nghề trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, người sản xuất dâu tầm tơ đang đứng trước nhiều thách thức về tính bền vững, đặc biệt là vấn đề nguồn giống tầm. Điều này đã gây nên những bất lợi và tổn thất cho nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong nghề dâu tầm tơ. Gia đình bà Nguyễn Thị Miên đã gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tầm hàng chục năm nay. Như bao gia đình trong làng, nghề phát triển dâu tầm ở tổ dân phố Đông Anh 3, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Nguồn giống tầm của bà hoàn toàn phụ thuộc các cửa hàng buôn bán trên địa bàn. Trong khi đó, giống tầm quyết định hiệu quả sản xuất của cả lứa tầm, nhưng những người nông dân như bà Miên đều đánh cược sự may rủi khi chỉ dựa vào kinh nghiệm và uy tín của nhà cung cấp. Bây giờ nói như thật là cái tầm là bây giờ là mình cũng không thể nói hay được. Bây giờ mình thì bảo là nó ăn nhau nó vào cái xốp trứng nó xấu ấy, thì là cái cá đến có đấy cái nhà tầm dài nào nó vẫn cứ là mình lấy về nó xấu, nó phải cái tua trứng mà nó xấu rồi thì là về nuôi thì tốn dâu mà đâm mất công của mình là khổ. Thế cho nên là mình bây giờ mình nuôi thì bây giờ thì nói hiện đại thì bây giờ mình cứ phải tìm chỗ cái nào mà cái điểm mà cung cấp tầm giống cho mình ấy, nó chuẩn cho mình thì là mình nuôi nó đảm bảo mà bà con nhân dân nó đỡ khổ. Thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra quyết định công nhận làng nghề dâu tầm tơ ở hai tổ dân phố Đông Anh 3 và Đông Anh 2, có trên 150 hộ tham gia với 30 hectare dâu tầm. Tuy nhiên, người nông dân đang phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ của việc tìm nguồn giống đảm bảo chất lượng. Bởi khi nguồn giống không thể kiểm soát được chất lượng, thì người dân cũng không quyết định được giá trị sản phẩm của mình làm ra. Nếu không kiểm soát được thì chắc chắn giống trôi nổi mà cái nguồn giống không ổn định, không đảm bảo chất lượng lâu dài. Không đảm bảo chất lượng như các nhà sản xuất mong muốn. Nhưng bên cạnh đó thì thú thực đây là cái cũng có một số do tác động về cái chất lượng là tơ, lụa thì cũng do tác động trực tiếp ý thức của người dân, người chăn nuôi cũng có tác động một phần. Một cái nữa là cái người dân không chủ động được cái nguồn giống thì không quyết định được cái sản phẩm của mình, quyết định được cái bán sản phẩm của mình. Cho nên cũng ảnh hưởng đến cái tâm tư nhất định của một số người dân. Thì đang hướng tới thì chúng tôi cũng đang tính toán đó là động viên người dân ở cái khu vực, nhất là khu vực làng nghề, sẽ tổ chức cái khu vực nuôi tầm con để cung cấp giống cho các hộ dân ở trong làng nghề để phục vụ tốt nhất và tạo cái quyền quyết định cho người dân. Lâm Đồng là một vùng dâu tầm lớn của cả nước với diện tích trồng trên 5.000 hectare. Trong những năm gần đây, nghề tầm tơ được hồi sinh, nông dân đã chủ động mở rộng diện tích, áp dụng các phương pháp nuôi tầm mới, từ đó nâng cao chất lượng, sản lượng và thu nhập. Tuy nhiên, nguồn tầm giống đang là vấn đề nan giải của ngành dâu tầm tơ hiện nay. Theo lãnh đạo một số địa phương có ngành dâu tầm tơ phát triển trong tỉnh, vấn đề mấu chốt chính là nước ta chưa tự chủ được nguồn trứng giống tầm, mà có tới 90% nguồn trứng giống tầm phải nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, dẫn tới tình trạng chất lượng nguồn trứng giống thiếu ổn định, ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, chất lượng cũng như độ dài của tơ. Quý bà con thân mến, để tránh rủi ro cho người nuôi tầm cũng như làm sao để phát triển ngành dâu tầm tơ một cách bài bản, thì đòi hỏi các ngành chức năng cần có chiến lược phát triển một cách bền vững cho ngành dâu tầm tơ. Ngoài tập trung giải quyết chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa tơ tầm, chất lượng của giống dâu mới, phương pháp nuôi tầm hiệu quả, thì cần giải quyết vấn đề căn cơ nguồn giống tầm, bởi đây là gốc rễ quyết định chất lượng của nghề dâu tầm tơ. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.